Mến chào các bạn. Hôm nay, tủ sách nhỏ sẽ giới thiệu tới các bạn một cuốn tự truyện rất tuyệt vời, mà chắc chắn khi các bạn nghe nó, các bạn sẽ thấy trong đó là cả một bầu trời nghị lực, khao khát và dám hành động. Cuốn sách này đã được tỷ phú Warren Buffett ca ngợi là cuốn sách hay nhất năm ông ấy đã đọc và người kể chuyện vô cùng xuất sắc. Còn tỷ phú Bill Gates đã nói rằng, đó là một cuốn sách vô cùng thực tế, gợi nhớ về những gì đã diễn ra trên con đường đi đến thành công trong kinh doanh. Đó là một hành trình đầy xáo trộn, nguy hiểm, hỗn loạn với những sai lầm, đấu tranh bất tận và hy sinh. Vâng, một cuốn tự truyện với đầy cung bậc cảm xúc và những bài học trong cuộc sống của vị tỷ phú bán giải phim Knight. Trước khi đến với nội dung cuốn sách này, tủ sách nhỏ rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn nhé. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe cuốn sách mang tên Thương hiệu này được hình thành như thế nào. Bình minh Tôi dậy trước mọi người, trước lũ chim và trước cả ông mặt trời Tôi uống một tách cà phê, nuốt vội vài mẩu bánh mì Mặc quần đùi, áo thun tay dài Thắt chặt đôi giày chạy màu xanh và lặng lẽ bước ra cửa sau Tôi khởi động chân tay, gần cốt, lưng eo Và suýt xoa khi xả những bước lười biếng đầu tiên trên con đường lạnh lẽo trong màn đêm Tại sao luôn rất khó khăn khi bắt đầu? Không xe cụ, không một bóng người, chẳng có dấu hiệu của cuộc sống tôi hoàn toàn cô độc chỉ có thế giới với bản thân mình cho dù cây cối có vẻ nhận ra tôi hơn nữa đây lại là oregon cây cối luôn nhận biết được cây cối luôn bảo vệ ta khi nhìn quanh tôi nghĩ thật là một nơi tuyệt vời để sinh ra thanh bình yên tĩnh và nhiều mảng xanh tôi rất tự hào coi bang oregon là nhà thành phố nhỏ poland là nơi chôn nhau cắt rốn nhưng tôi cũng thấy có chút hối tiếc dù rất tươi đẹp nhưng đối với một số người oregon lại là nơi chưa từng có việc gì lớn lao xảy ra hoặc có khả năng diễn ra người oregon chúng tôi có nổi tiếng về bất cứ điều gì thì đó chỉ là một con đường cũ rất cũ mà cha ông chúng tôi tiên phong đến đây ngoài việc đó mọi thứ dường như rất tẻ nhạt thầy giáo giỏi nhất của tôi một người thú vị nhất mà tôi từng biết thường xuyên kể về con đường đó đó là di sản thừa kế của chúng tôi ông gằn giọng tính cách số phận gen di truyền của chúng tôi những kẻ nhút nhát không bao giờ khởi đầu ông nói với tôi và kẻ yếu kém luôn bị đứt gánh giữa đường đó là những gì để lại cho chúng ta chỉ có ít tinh thần tiên phong được khám phá ra trên con đường ấy thầy giáo của tôi tin như vậy một số phát huy được năng lực và không bi quan, và trách nhiệm của người Oregon chúng tôi là phải giữ cho xu hướng ấy sống mãi. Tôi gật đầu hoàn toàn tôn trọng. Tôi yêu mến người đàn ông này, nhưng bước chân ra ngoài đời có lúc tôi lại nghĩ, "Ôi trời, đó chỉ là một con đường đầy bụi bặm thôi mà." Trong buổi sáng đầy sương mù đó, một buổi sáng quan trọng của năm 1962, trở về nhà sau 7 năm trời xa cách, tôi đã khám phá ra con đường của riêng mình. Trở về nhà thật là lạ, lạ lẫm ngay dưới những cơn mưa thường ngày. Lạ lẫm dù vẫn sống với cha mẹ và hai đứa em song sinh. Dù vẫn ngủ trên chiếc giường từ ngày thơ bé. Đêm khuya, nằm trên giường, nhìn chằm chằm những cuốn sách thủa đại học và những danh hiệu giải thưởng thời phổ thông. Tôi ngẫm nghĩ, đây là mình sao? Vẫn như vậy sao? Tôi chạy nhanh trên con đường, hơi thở tạo ra những đám khói tròn hòa quyện vào màn xương. Tôi thận hưởng sự thức tỉnh đầu tiên, một khoảnh khắc tuyệt vời trước khi tâm trí hoàn toàn tỉnh táo. Khi các cơ bắp, xương khớp bắt đầu thả lỏng và cơ thể vật chất bắt đầu tan chảy, từ rắn sang lỏng. Nhanh hơn, tôi tự dục mình, phải nhanh hơn. Trên giấy tờ, tôi nghĩ mình đã lớn. Đã tốt nghiệp một trường danh tiếng, Đại học Oregon. Lấy được tấm bằng thạc sĩ tại một trường kinh doanh hàng đầu Đại học Stanford. Trải qua một năm huấn luyện đầy gian khổ trong lục quân Mỹ tại căn cứ Fort Lewis và Fort Austin. Lý lịch của tôi là một người có học thức, một người lính đã hoàn thành nghĩa vụ, một người đàn ông 24 tuổi. Vậy tại sao? Tôi tự hỏi, tại sao mình vẫn thấy như một đứa trẻ? Tệ hơn nữa, lại là một đứa trẻ nhút nhát, xanh xao, ốm yếu như tôi vẫn từng thế. Có lẽ bởi vì tôi vẫn chưa trải nghiệm gì trong cuộc sống, nhất là những cám dỗ và sự phấn khích của cuộc sống. Tôi chưa một lần hút thuốc. Tôi chưa bao giờ vi phạm pháp luật dù chỉ là một quy định nhỏ. Thời kỳ những năm 1960, kỷ nguyên nổi loạn đang diễn ra và tôi là người duy nhất tại Mỹ không biết đến từ nổi loạn. Tôi không thể hình dung được có thời điểm nào đó mình lại phá lệ, làm những thứ không được mong đợi. Tôi cũng chưa có một mảnh tình vắt vai. Nếu có ý định bập vào tất cả những thứ quen thuộc, thì lý do thật đơn giản đấy là những thứ tôi giỏi nhất tôi thấy khó xác định chính xác tôi đã hoặc sẽ trở thành hình mẫu nào hay là cái gì giống như tất cả đám bạn tôi muốn thành công nhưng không giống như chúng tôi chẳng biết điều đó có nghĩa là gì tiền bạc có thể lập gia đình có con cái có nhà cửa chắc chắn nếu tôi may mắn đây là những mục tiêu tôi được dạy để khao khát về chúng, và một phần bản năng trong tôi cũng mong muốn như vậy. Nhưng, từ sâu thẳm, tôi muốn tìm kiếm thứ gì đó khác, to lớn hơn. Tôi có một cảm giác đau đáu rằng, thời gian thật ngắn ngủi, ngắn hơn những gì chúng ta biết đến. Ngắn giống như quốc chạy thể dục buổi sáng, và tôi muốn những thứ mình phải có, thật ý nghĩa, cao cả, sáng tạo, quan trọng, và trên tất cả, phải thật khác biệt. Tôi muốn để lại dấu ấn với thế giới, Tôi muốn chiến thắng. Không, không phải điều đó. Đơn giản, tôi không muốn thất bại. Và nó xảy ra khi một trái tim tuổi trẻ của tôi bắt đầu đập thình thịch, khi những lá phổi đỏ hồng xải rộng như cánh chim, và khi những hàng cây trở thành những bụi cây xanh xanh, tôi nhận thấy tất cả trước mắt chính xác những gì tôi muốn cho cuộc đời mình, phải gia nhập cuộc chơi. Đúng, tôi đã nghĩ như thế. Đó chính xác là những gì tôi muốn nói tôi đã luôn nghi ngờ bí mật của hạnh phúc bản chất của sắc đẹp hay sự thật hoặc một trong hai thứ mà tất cả chúng ta đã từng biết ấy và thời khắc nào đó khi trái bóng ở giữa không trung khi cả hai tay đấm cảm thấy gần kết thúc hiệp đấu khi vận động viên điển kinh chạy gần vạch đích và đám đông nhất loạt cùng đứng dậy trong thời khắc căng thẳng đó hoàn toàn vẫn có một sự rõ ràng trước khi chiến thắng và thất bại được định đoạt dù thế nào Tôi vẫn muốn điều đó xảy đến với cuộc đời và cuộc sống hàng ngày của tôi. Nhiều lần tôi đã rất muốn trở thành một tiểu thuyết gia vĩ đại, một nhà báo lớn, một chính khách nổi tiếng, nhưng mơ ước tột cùng luôn muốn trở thành một vận động viên vĩ đại. Buồn thay, số phận chỉ khiến tôi trở nên tốt đẹp chứ không trở nên vĩ đại. Ở tuổi 24, cuối cùng tôi phải chấp nhận sự thật đó. Tôi đã quanh quẩn ở Oregon và tự mình muốn được nổi tiếng trong khoảng 3, 4 năm. Nhưng chỉ thế thôi, chấm hết. Bây giờ, khi tôi bắt đầu chạy hết tốc lực từng dặm một trong khoảng 6 phút, khi ông mặt trời ló dạng hắt ra cái nóng xuống những tán lá thấp nhất của hàng thông, tôi tự hỏi, nếu có một con đường dù không trở thành một vận động viên, nhưng vẫn cảm nhận được những gì các vận động viên có thì sao? Để tham dự cuộc chơi toàn thời gian thay vì phải làm việc hay để có được sự ham thích công việc nhiều đến mức về cơ bản cuộc chơi và công việc trở thành cùng một thứ thế giới tràn ngập chiến tranh đau thương và cực khổ công việc thường ngày thì quá mệt mỏi và bất công theo tôi có thể câu trả lời duy nhất là tìm đến một vài ước mơ lớn có vẻ thiếu thực tế nhưng vẫn có giá trị thú vị và thích hợp rồi theo đuổi nó với quyết tâm và mục đích cao của một vận động viên dù muốn hay không thì cuộc đời giống như trò chơi, bất kể ai từ chối thực tế đó, từ chối tham gia thì sẽ bị gạt sang một bên và tôi không muốn điều đó. Hơn bao giờ hết, đó là điều tôi không muốn. Điều đó đã luôn dẫn đến ý tưởng điên rồ của tôi. Có thể theo tôi, chỉ có thể thôi. Tôi cần phải xem xét kỹ ý tưởng điên rồ của mình. Có thể ý tưởng điên rồ của tôi chỉ là làm việc. Có thể. Không không phải tôi nghĩ trong khi guồng chạy càng lúc càng nhanh hơn như thể tôi đang đuổi theo ai đó và cũng đang bị mọi người bám đuổi điều đó sẽ phát huy tác dụng có thượng đế tôi sẽ thúc đẩy điều đó xảy ra không còn nghi ngờ gì về việc đó đột nhiên tôi mỉm cười gần như là cười lớn người ướt đẫm mồ hôi tôi di chuyển một cách nhẹ nhàng và êm ái như đã từng làm vậy tôi thấy ý tưởng điên rồ của mình lóe sáng trong đầu và nó không hề điên rồ một chút nào nó thậm chí không giống như một ý tưởng nó giống như điểm đến nó giống như một con người hoặc một động lực cuộc sống đã tồn tại trước cả tôi tách biệt khỏi tôi nhưng lại là một phần trong tôi chờ đợi tôi nhưng cũng lẩn tránh tôi nó có vẻ một chút viển vông một chút điên rồ nhưng đó là những gì tôi cảm thấy lúc đó hoặc có thể tôi đã không như vậy có thể trí nhớ của tôi đang phóng đại thời khắc phát hiện ra ý tưởng này, hoặc tổng hợp nhiều thời khắc đó thành một. Hoặc có thể, nếu có một thời khắc như vậy, thì chẳng thể hơn đỉnh cao của vận động viên điển kinh. Tôi không biết, tôi không thể nói được. Vì vậy, phần lớn những ngày đó và những tháng năm mà chúng từ từ, từ tự sắp xếp đã biến mất, giống như những luồng hơi thở giá lạnh hình tròn tỏa ra. Những gương mặt, con số, quyết định từng có vẻ rất ấn tượng và khó thay đổi nhưng cuối cùng tất cả đều ra đi. Tuy nhiên, những gì còn lại là một sự chắc chắn có thể an ủi này. Sự thực đáng tin cậy này sẽ không bao giờ mất đi. Ở cái tuổi 24, tôi thực sự có một ý tưởng điên rồ. Và về khía cạnh nào đó, mặc dù hoang mang với những lo lắng và sợ hãi thực sự về tương lai và những nghi ngờ bản thân, như tất cả những người trẻ khác ở độ tuổi đôi mươi, tôi đã quả quyết rằng thế giới được tạo nên bởi những ý tưởng điên rồ lịch sử là một tiến trình dài của những ý tưởng điên rồ những thứ tôi thích nhất sách báo thể thao nền dân chủ doanh nghiệp tự do bắt đầu từ những ý tưởng điên rồ về vấn đề đó chỉ có ít ý tưởng điên rồ như việc làm yêu thích của tôi chạy bộ thật vất vả thật đau đớn thật rủi ro phần thưởng lại ít và không có gì đảm bảo khi bạn chạy trên một con đường quanh co hoặc trên một con đường vắng tanh thì bạn không có đích đến thực sự. Chỉ ít, không có một thứ gì có thể hoàn toàn thỏa mãn cố gắng đó. Bản thân hành động cũng trở thành điểm đến. Việc đó không phải vì không có một vạch đích, mà chính bạn là người định ra vạch đích. Bất kể thứ gì đem đến niềm vui hoặc lợi ích cho bạn xuất phát từ hành động chạy, bạn phải tìm thấy chúng trong đó tất cả nằm ở cách thức bạn tổ chức và gắn bó với nó. Mọi vận động viên đều biết điều này, bạn chạy và chạy qua từng đoạn đường và bạn không bao giờ biết rõ tại sao. Bạn tự nhủ rằng mình đang hướng đến một vài mục tiêu, theo đuổi một số đỉnh cao, nhưng thực sự bạn chạy là bởi vì nếu lựa chọn khác, sự dừng lại khiến bạn sợ chết khiếp. Vì thế, buổi sáng năm 1962 đó, tôi tự nói với bản thân mình hãy cứ để mọi người gọi ý tưởng của bạn là điên rồ còn bạn thì hãy cứ tiếp tục tiến lên đừng dừng lại thậm chí đừng có nghĩ đến dừng lại cho đến khi bạn tới được đó và đừng suy nghĩ nhiều về nơi đó là ở đâu cho dù bất cứ điều gì xảy ra thì cũng đừng dừng lại đó là lời khuyên sớm có thể nhận thấy trước và cấp bách mà tôi đã nỗ lực rút ra cho bản thân mình và thật bất ngờ ở khía cạnh nào đó tôi đã nỗ lực đón nhận 50 năm sau, tôi tin rằng đó là lời khuyên tốt nhất. Có lẽ đó là lời khuyên duy nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta nên đưa ra. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng đến với nội dung phần 1. Bây giờ, ở đây, bạn nhận thấy tất cả những cuộc chạy đua mà mình có thể tham gia chỉ đưa bạn đến cùng một vị trí đó. Nếu muốn đến một nơi khác, bạn phải chạy với tốc độ ít nhất là gấp đôi. Năm 1962 Thời điểm đề cập vấn đề với bố, khi tôi lấy hết can đảm để nói với ông ý tưởng điên rồ của mình. Tôi chắc chắn là vào đầu buổi tối. Đó luôn là thời điểm thích hợp nhất với ông. Khi ấy, ông đang thư giãn, đã ăn tối và nằm dài trên chiếc ghế tựa trong phòng xem TV. Tôi có thể không theo dõi hay nhắm mắt, mà vẫn nghe thấy tiếng cười và những giai điệu từ các chương trình yêu thích của ông. Diễn viên hài yêu thích suốt đời của ông là Red Button. Mọi hoạt cảnh đều bắt đầu với giọng hát của Red. Tôi kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh, cười gượng và đợi đến đoạn quảng cáo tiếp theo. Tôi nhầm đi nhầm lại bài diễn thuyết trong đầu, đặc biệt là đoạn mở đầu. Thưa bố, bố còn nhớ ý tưởng điên rồ của con ở Stanford không? Đó là một trong những buổi học cuối cùng, một buổi thảo luận về tinh thần khởi nghiệp. Tôi đã chuẩn bị nội dung về lĩnh vực giày và tập tài liệu từ một bài tập không có gì đặc biệt đã trở thành nỗi ám ảnh liên tục là một vận động viên chạy tôi biết chút ít về giày là một người thích kinh doanh tôi biết rằng máy ảnh nhật bản đã khẳng định được vị trí trên thị trường từng do người đức thống trị vì thế tôi đưa ra lập luận trong tài liệu đó rằng giày chạy của nhật bản cũng có khả năng làm được tương tự ý tưởng đó đã thu hút tôi sau đó truyền cảm hứng và quyến rũ tôi nó có vẻ quá rõ ràng, quá đơn giản, tiềm năng quá lớn. Tôi dành hết tuần này đến tuần khác với tập tài liệu đó. Tôi tìm đọc ở thư viện, đọc ngấu nghiến mọi thứ có thể tìm được về xuất nhập khẩu, về khởi nghiệp một công ty. Cuối cùng, khi được yêu cầu, tôi đã trình bày bài luận chính thức trước lớp, trước những người bạn cùng lớp đang thể hiện sự chán nản. Không ai đặt một câu hỏi nào. Họ hoàn ngành niềm đam mê và xúc cảm mãnh liệt của tôi với những dấu hiệu chịu đựng và cái nhìn trống rỗng. Thầy giáo cho rằng ý tưởng điên rồ của tôi xuất sắc. Ông đã cho điểm A, nhưng điểm chỉ là điểm. Chí ít cứ cho rằng đó là điểm số. Nhưng thực sự tôi luôn nghĩ về bài luận đó. Trong suốt quãng thời gian học ở Đại học Stanford, trong mỗi lần chạy buổi sáng và ngay chính vào thời điểm đó, ở trong phòng TV, tôi đã cân nhắc việc đến Nhật Bản, tìm đến một công ty giày, trình bày cho họ ý tưởng điên rồ của tôi. Với hy vọng rằng họ sẽ có phản ứng nhiệt thành hơn với những người bạn cùng lớp và họ cũng muốn hợp tác với một đứa trẻ ngại ngùng, xanh sao, ốm yếu đến từ Oregon còn ngủ yên. Tôi cũng diễu cợt với ý nghĩ tiến hành khúc quanh kỳ lạ trên con đường đến và đi từ Nhật Bản. Làm thế nào để ghi dấu ấn với thế giới? Tôi nghĩ, nếu trước tiên tôi không bước chân ra ngoài và ngắm nhìn nó. Trước khi bước vào một cuộc đua lớn, bạn luôn muốn dạo bộ trên quãng đường đó một chuyến hành trình khoác ba lô đi khắp thế giới có lẽ là thứ như vậy tôi luận ra chẳng ai nói về danh sách những việc cần làm trong những ngày đó nhưng tôi cho rằng điều đó gần gũi với những gì tôi nghĩ trong đầu trước khi chết trước khi già và ngồi gặm nhấm những vặt vãnh đời thường tôi muốn đến thăm những địa danh nổi tiếng và kỳ vĩ nhất trên hành tinh cùng với sự linh thiêng nhất của chúng tất nhiên là tôi muốn thử những món ăn khác nghe những ngôn ngữ khác đắm chìm vào những nền văn hóa khác. Nhưng những gì tôi thực sự mong muốn là sự kết nối. Tôi muốn trải nghiệm những gì mà người Trung Quốc gọi là đạo, người Hy Lạp coi là thuyết, người Hindu gọi là tri thức, còn người theo Phật giáo gọi là pháp, những gì người Thiên Chúa gọi là tinh thần. Trước khi bắt đầu chuyến hành trình đời sống của riêng mình, tôi nghĩ mình phải tìm hiểu chuyến hành trình lớn của nhân loại. Hãy cho tôi khám phá những cung điện, đền đài và lăng tẩm vĩ đại nhất những dòng sông và đỉnh núi hùng vĩ nhất hãy để tôi cảm thấy sự hiện diện của thần thánh chăng đúng tôi tự bạch đúng thế một từ chính xác hơn đó là thượng đế nhưng trước hết tôi cần sự chấp thuận của bố hơn thế nữa tôi cần tiền của ông năm trước tôi đã nhắc đến việc tiến hành một chuyến hành trình lớn và bố có vẻ cởi mở với điều đó nhưng chắc ông đã quên chắc chắn tôi sẽ phải thúc đẩy cùng với việc bổ sung ý tưởng điên rồ và đề nghị ban đầu chuyến hành trình lớn này đến nhật bản chăng để khởi nghiệp một công ty chăng lại nói về những thứ vô bổ chắc chắn ông sẽ coi đây là chiếc cầu bắc ở quá xa và là một cây cầu quá đắt đỏ tôi đã tiết kiệm được một ít từ lúc còn trong quân ngũ và từ một số công việc bán thời gian trong những mùa hè vừa qua trên hết tôi dự định bán chiếc xe của mình chiếc MG đời 1960 màu mận chín với những chiếc bánh thể thao và động cơ trục cam kép. Tổng cộng tất cả những khoản này chỉ có khoảng 1.500 đô và còn thiếu rất nhiều. Tôi lập tức nói với bố. Ông gật đầu. Ừ uh -huh, Và rời khỏi màn hình TV để nhìn tôi, rồi quay lại trong khi tôi đang trình bày vấn đề. Bố có nhớ những gì chúng ta đã nói không? cách con đã nói muốn khám phá thế giới thế nào không dãy himalaya kim tự tháp biển chết có được không bố biển chết đó ồ con đang nghĩ đến việc dừng chân ở nhật bản đâu bố bố có nhớ ý tưởng điên rồ của con không giày thể thao của nhật đó đúng không đấy có thể là một ý tưởng lớn đó bố rất lớn tôi đang phóng đại lên đưa vào chút áp lực chỉ thêm một chút bởi vì tôi chúa ghét sự lừa gạt và sự lừa gạt này không hề có cơ hội. Bố đã chi hàng trăm đô la cho trường Đại học Oregon, hàng nghìn đô la cho trường Stanford. Ông là người xuất bản tờ báo Oregon. Một công việc ổn định đã chu cấp cho tất cả các nhu cầu cơ bản của chúng tôi, gồm một ngôi nhà rộng rãi ở phố Claiborne, vùng ngoại ô yên tĩnh nhất của Portland. Thế nhưng, con người không lớn lên bằng tiền. Đây là năm 1962, Thế giới khi đó cũng đã lớn hơn, mặc dù loài người bắt đầu phóng vệ tinh lên quỹ đạo trái đất, nhưng 90% người Mỹ chưa một lần đi máy bay. Những người bình thường chưa bao giờ đi cách nhà mình trên 100 dặm. Vì thế, chỉ riêng việc nhắc tới hành trình buôn ba khắp thế giới bằng máy bay đã khiến bất kể người cha nào cũng đều thấy lo lắng. Và đặc biệt là bố tôi khi đã có người thân thuộc thế hệ trước chết trong một vụ đâm máy bay. Bỏ qua vấn đề tiền bạc và những lo ngại về an toàn, thì toàn bộ mọi thứ đều không thực tế. Tôi nhận thấy rằng 26 trên 27 công ty mới khởi nghiệp phải đón nhận thất bại. Và bố tôi cũng nhận thấy điều đó. Và ý tưởng đương đầu với một rủi ro lớn như vậy khiến ông không bao giờ ủng hộ. Theo nhiều cách, bố là người theo tân giáo truyền thống, một tín đồ của Chúa giê -xu. Ông còn tôn thờ một đức tin bí mật khác, sự tôn trọng. Nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con ngoan, bố rất thích thú những thứ này. Nhưng, thứ khiến ông thực sự thích thú là việc bạn bè và hàng xóm biết rằng ông coi trọng họ. Ông thích được họ ngưỡng mộ. Mỗi ngày ông thích thể hiện một hành động mạnh mẽ trong cuộc sống đời thường. Vì thế, ngào dù khắp thế giới như một chú chim chẳng có ý nghĩa gì với ông. Đơn giản, việc đó không hề có ý nghĩa. Chắc chắn, không phải hổ phụ đã sinh hổ tử. Đó là những việc của con cái nhà khác của những người lập dị và theo lối sống hippie. Có lẽ, lý do chính giải thích cho sự kiên định đáng kính trọng của bố là nỗi sợ hãi và sự hỗn loạn bên trong. Tôi cảm nhận thấy điều này, theo bản năng, bởi vì thỉnh thoảng sự hỗn loạn đó lại bùng phát. Không hề cảnh báo, vào đêm khuya, điện thoại ở trước phòng khách lại reo. Và khi tôi bốc máy thì luôn xuất hiện cùng một giọng điệu thèo thào ấy trên điện thoại. Đến mà đón lão già đi. Tôi mặc áo mưa vào, trong những đêm đó thường xuất hiện cơn mưa phùn lất phất và lái xe xuống phố đến câu lạc bộ của bố. Tôi nhớ rõ câu lạc bộ ấy như nhớ chính chiếc giường của mình vậy. Có tuổi đời đến một thế kỷ, với những cái giá sách bằng gỗ sồi cao từ sàn lên đến tận trần nhà và những chiếc ghế bành to, nó trông giống như phòng khách của một ngôi nhà nông thôn nước Anh. Nói cách khác, nó hoàn toàn đáng nể. Tôi luôn thấy bố ngồi cùng chiếc bàn và chiếc ghế đó. Tôi giúp ông nhẹ nhàng đứng dậy. Bố thấy ổn chứ? Dĩ nhiên, bố vẫn ổn. Tôi luôn phải chỉ ông lối ra xe và toàn bộ quãng đường về nhà, chúng tôi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông ngồi thẳng, trông rất vương giả và chúng tôi bàn về thể thao, vì nói chuyện thể thao là cách mà tôi có thể phân tâm, tự xoa dịu bản thân trong những thời khắc căng thẳng bố tôi cũng yêu thể thao. Thể thao luôn đáng nể. Với những chuyện này và hàng tá lý do khác, tôi nghĩ bố chấp nhận lời đề nghị của tôi trong phòng TV với cái nhăn chán và nhanh chóng làm tôi bẽ mặt. Ha! Ý tưởng điên rồ. Cơ hội tốt đấy, bác. Tên tôi là Philip, nhưng bố luôn gọi tôi là bác. Thực tế, ông gọi như vậy ngay trước cả khi tôi ra đời. Mẹ kể rằng, ông có thói quen đặt tay lên bụng bầu và hỏi, bấc bé bỏng hôm nay thế nào tuy nhiên khi tôi im lặng không trình bày nữa thì ông trở mình trên chiếc ghế và ném cho tôi một cái nhìn thật hài hước ông nói rằng luôn thấy tiếc vì đã không đi du lịch nhiều hơn khi còn trẻ ông nói rằng một chuyến hành trình có thể chỉ là cảm giác kết thúc quá trình học hành của tôi ông nói nhiều thứ tất cả đều tập trung vào chuyện hành trình chứ không hề dính dáng gì tới ý tưởng điên rồ kia nhưng tôi cũng chẳng buồn kéo ông lại làm gì tôi cũng chẳng phàn nàn bởi vì tóm lại ông cũng sắp chúc tốt lành và có khoản tiền mặt của ông được thôi ông nói được bác tất nhiên là được tôi cảm ơn ông và chuồn ngay khỏi phòng tv trước khi ông có cơ hội đổi ý chỉ sau này tôi mới nhận ra việc bố thú nhận hối tiếc vì đã không đi nhiều bởi một lý do thầm kín và có lẽ là lý do chính mà tôi muốn đi chuyến hành trình này ý tưởng điên rồ này sẽ là một phương thức chắc chắn để trở thành một người khác chứ không phải như ông một người nào đó ít tôn kính hơn hoặc có lẽ không có chút gì tôn kính hay chỉ là bớt ám ảnh với sự tôn kính những thành viên còn lại của gia đình không mấy ủng hộ khi bà ngoại biết được kế hoạch của tôi một tin đặc biệt khiến bà hoảng sợ ôi trời ơi nhật bản bà khóc tại sao thế cháu Mới chỉ vài năm trước, người Nhật đã giết hại chúng ta. Cháu quên mất rồi hả? Trân Châu Cảng, người Nhật muốn thống trị thế giới. Một số người đến bây giờ vẫn không biết rằng họ đã thất bại. Họ đang giấu nhẹm chuyện đó đi. Họ có thể cho cháu vào tù, bác ạ. À. Móc mắt cháu ra. Họ đã khét tiếng với việc đó, đôi mắt của cháu đó. Tôi yêu bà ngoại, người mà tất cả chúng tôi đều gọi là bà mẹ vùng Hatfield. Và tôi hiểu rõ nỗi lo sợ của bà Nhật Bản ở rất xa thành phố Roseburg, thị trấn vùng nông thôn nơi bà đã sinh ra và sống cả đời mình. Tôi đã trải qua nhiều mùa hè ở đó với bà và người cha vùng Hartfield. Hầu như hàng đêm, chúng tôi đều ngồi dưới mái hiên nghe những con ánh ương thi giọng với chiếc đài bán dẫn, thiết bị mà trong những năm đầu 1940 luôn được bật để nghe tin tức về chiến tranh. Những tin tức đó luôn rất tệ. Người Nhật, chúng tôi được nghe rất nhiều rằng đã không hề thua trong bất kỳ cuộc chiến nào trong suốt 2.600 năm qua, và chắc chắn họ cũng sẽ không thua trong cuộc chiến này. Sau mỗi trận chiến, chúng tôi lại hứng chịu thất bại hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, vào năm 1942, Gabriel hater một hệ thống phát thanh của Mouton, mở đầu bản tin dẫn hàng đêm của mình với giọng điệu đến chói tai. Kính chào quý vị, xin mời theo dõi tin tốt tối nay. Cuối cùng, người Mỹ cũng giành được chiến thắng trong một trận chiến quyết định. Những tiếng nói chỉ trích nhằm vào Hector với lời cổ vũ sâu đó vì ông ta đã bác bỏ tất cả sự khách quan của báo chí. Nhưng tinh thần căm ghét Nhật Bản của công chúng rất cao nên hầu hết mọi người ca ngợi Hector như một anh hùng dân tộc. Vì thế, ông đã mở đầu tất cả các bản tin phát thanh theo một cách giống nhau. Tin tốt tối nay. Đó là một trong những ký ức lâu nhất của tôi. Bà mẹ và người cha vùng Hatfield ngồi cạnh tôi dưới hàng hiên, ông ngoại dùng dao nhíp gọt từng miếng táo cho tôi một miếng, sau đó ăn một miếng rồi lại đưa cho tôi một miếng và cứ thế cho đến khi tốc độ gọt táo chậm lại. tờ sắp phát tin rồi đó. Shhh, Im lặng. Tôi vẫn có thể hình dung ra cảnh tất cả chúng tôi ngồi nhai táo và nhìn lên bầu trời đêm. Việc ám ảnh với người Nhật đến nỗi Chúng tôi vẫn thấy những chiếc rero của Nhật Bản bay theo đội hình chữ chi vượt qua sao Thiên Lang. Đến nỗi lần đầu tiên đi máy bay, lúc đó khoảng 5 tuổi, tôi đã lên tiếng hỏi, liệu người Nhật có bắn hại chúng ta không? Mặc dù bà mẹ Hatfield khiến tôi dựng tóc gáy, nhưng tôi cũng trấn an bà, đừng quá lo lắng, tôi sẽ ổn cả. Thậm chí tôi còn hứa sẽ mang về tặng bà một bộ áo kimono. Hai đứa em sinh đôi kém tôi 4 tuổi Jenny và Joanne chẳng thèm quan tâm tôi đi đâu hoặc làm gì. Và tôi nhớ mẹ cũng không nói gì. Mẹ hiếm khi như vậy. Nhưng sự im lặng lần này của mẹ thì khác. Nó đồng nghĩa với sự đồng ý. Thậm chí có gì đó tự hào. Tôi dành hàng tuần để tìm hiểu sách báo, lên kế hoạch và chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi sải bước trên những chặng đường dài, thích thú với từng chi tiết trong khi chạy đua cùng lũ ngỗng trời đang bay trên đầu. Chúng bay theo đội hình chữ V chặt chẽ. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng, khi bay ngược chiều gió, những con ngỗng bay ở cuối đội hình chỉ phải hoạt động với 80% năng lượng so với những con đi đầu. Mọi vận động viên điển kinh đều biết điều này. Những vận động viên chạy trước luôn vất vả nhất và đối mặt với rủi ro nhiều nhất. Rất lâu trước khi nói với bố, tôi đã quyết định tìm một người bạn đồng hành cho chuyến đi và người đó nên là người bạn học cùng tại Stanford với tôi tên là Carter. Mặc dù là ngôi sao ở trường William Jewell, nhưng Carter không phải là mẫu vận động viên điển hình. Anh đeo kính trắng và thích đọc sách. Những cuốn sách thú vị, anh là người dễ tâm sự và cũng rất biết giữ lời. Những phẩm chất rất quan trọng của một người bạn và đặc biệt quan trọng trong vai trò là một người đồng hành. Nhưng Carter lại cười vào mặt tôi khi tôi đưa ra danh sách các địa danh muốn viếng thăm. Hawaii, Tokyo, Hồng Kông, Yangon, Calcutta, Bombay, Sài Gòn, Cairo, Istanbul, Athens, Jordan, Jerusalem, vân vân. Anh ngẩn người và cười hô hố. Cảm thấy hơi xấu hổ, tôi thấy buồn và định nói lời xin lỗi. Sau đó, Carter vẫn cười và nói, thật là một ý tưởng hay, bác ạ. Tôi thấy phấn chấn hẳn lên. Anh ta không cười tôi, mà anh cười với niềm vui và sự phấn khích. Anh ấy bị ấn tượng. Carter nói, cần dũng cảm lắm mới đưa ra được một hành trình như vậy. Dũng cảm, anh muốn tham gia. Những ngày sau anh xin phép bố mẹ có thêm được chút tiền từ bố. Ca Tư không bao giờ phá đám thứ gì, khi thấy cơ hội nắm bắt ngay, đó chính là Ca Tư. Tôi tự nhủ rằng có nhiều điều mình có thể học được từ gã này khi chúng tôi đi vòng quanh thế giới. Mỗi chúng tôi gói ghém một chiếc vali và một chiếc ba lô, chúng tôi thống nhất với nhau chỉ mang những thứ cần thiết nhất một vài cái quần jean, áo thun, giày chạy, giày cao cổ, kính mắt, cộng với một bộ đồ chống nắng. Tôi cũng mang theo một bộ vest. Bộ đồ có hai nút màu xanh của Brook Brothers để phòng khi ý tưởng điên rồ của tôi xuất hiện. Ngày 7 tháng 9 năm 1962, tôi và Carter chất đồ lên chiếc xe Chavi cổ cà tàn của anh và lái với tốc độ như tên bắn xuống phố qua thung lũng Willamette ra khỏi vùng cuối cùng nhiều cây cối của bang Oregon, mà có cảm giác như đi xuyên qua một bộ rễ cây. Chúng tôi tăng tốc đi vào địa phận có rất nhiều thông của California, lên xuống những quả đồi cao xanh mướt, rồi lại đi tiếp cho đến quá nửa đêm, chúng tôi mới đến được San Francisco xương giang bao phủ. Chúng tôi ở lại với mấy người bạn vài ngày, rồi ngủ trên sàn nhà của họ, và sau đó ghé qua Stanford lấy một số thứ Carter gửi Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng rượu và mua hai vé giá rẻ của hãng hàng không Standard Airlines để đến Honolulu. Vé một chiều hết 80 đô. Cảm giác như thể chỉ vài phút nữa tôi và Carter sắp bước chân lên đường băng đầy cát ở sân bay Ahu. Chúng tôi hướng mắt nhìn lên bầu trời và nghĩ, không phải là đường về nhà. Một hàng dài những thiếu nữ xinh đẹp bước đến với chúng tôi, mắt ướt át, da màu ô liu đi chân trần và những cặp mông căng tròn. Họ lắc và múa tung những chiếc váy cỏ trước mặt chúng tôi. Tôi và Carter nhìn nhau cùng mỉm cười. Chúng tôi vẫy taxi đến bãi biển Waikiki và đăng ký nghỉ ở một nhà trọ cách biển chỉ một con đường. Ngay lập tức, chúng tôi bỏ hành lý và mặc đồ bơi vào. Ra biển thôi. Khi bàn chân vừa chạm cát, tôi ồ lên, cười sung sướng, cởi giày và lao nhanh xuống nước. Tôi không dừng lại cho đến khi nước ngập đến cổ. Tôi lặn xuống, tìm mọi cách để lặn xuống đáy. Sau đó nổi lên thợ hồn hển cười sảng khoái và cuộn tròn. Cuối cùng, tôi lên bờ và ngồi phẹt xuống bãi cát, cười đùa với lũ chim và những đám mây trên trời. Chắc hẳn tôi rất giống mệnh nhân tâm thần vừa trốn chạy. Lúc này, Carter cũng ngồi bên cạnh và có những biểu hiện kỳ quặc tương tự. Chúng ta nên ở đây, tôi nói. Sao phải vội vã đi nhỉ? Thế còn kế hoạch thì sao?" Carter hỏi lại. "Đi khắp thế giới ấy." "Các kế hoạch đã thay đổi." Carter cười toe toét. "Ý tưởng hay đấy, bác ạ. Vì thế, chúng tôi đi tìm việc, đi đến từng nhà bán những cuốn bách khoa toàn thư. Chắc chắn là không hề thú vị gì, nhưng vì miếng cơm manh áo. Chúng tôi chỉ bắt đầu làm việc từ 7 giờ tối. Điều này cho phép chúng tôi có rất nhiều thời gian để lướt sóng." bỗng nhiên chẳng có gì quan trọng hơn việc lướt sóng. Chỉ sau một thời gian ngắn nỗ lực, tôi đã có thể đứng thẳng trên ván và sau một vài tuần tôi đã lướt sóng khá tốt, rất tốt. Muốn làm việc có hiệu quả, chúng tôi rời phòng ở nhà nghỉ và ký hợp đồng thuê hẳn một căn hộ nhỏ. Căn hộ một phòng có nội thất với hai phòng ngủ, một giường kê sẵn và một giường gấp, giống như cái bàn ủi xếp gọn vào tường. Cà tờ dài và to hơn nên ngủ trên chiếc giường kê sẵn, còn chiếc bàn ủi gấp dành cho tôi. Tôi chẳng quan tâm điều ấy. Sau một ngày lướt sóng và bán từ điển bách khoa, và tiếp theo là một buổi tối muộn tại các quán bar địa phương. Tôi có thể ngủ ngay ở những bàn tiệc bên đống lửa. Tiền thuê nhà là 100 đô một tháng, chúng tôi chia nhau mỗi người một nửa. Cuộc sống thật ngọt ngào, cuộc sống cứ như thiên đường, ngoại trừ một điều rất nhỏ, tôi chẳng thể bán được một cuốn sách bách khoa nào. Tôi không thể bán được từ điển bách hoa để trang trải cuộc sống. Càng lớn lên, có vẻ tôi càng nhút nhát hơn. Và ánh nhìn cực kỳ lo lắng của tôi thường khiến người lạ không thấy thoải mái. Vì thế, việc bán bất cứ thứ gì đều thách thức. Và việc bán bách hoa toàn thư, thứ sắp phổ biến ở Hawaii như những con mũi với du khách đến từ đất liền, thực sự là một thử thách cho dù tôi khéo léo hoặc mạnh mẽ đến mức nào trong việc cố gắng đưa những lời mời chào đã ăn sâu vào đầu chúng tôi qua những buổi huấn luyện các cậu hãy nói cho khách hàng biết các cậu không bán bách khoa toàn thư mà bản tóm lược toàn bộ khối lượng kiến thức hiểu biết khổng lồ của loài người hoặc đáp án cho những câu hỏi của cuộc sống thì tôi luôn có phản ứng giống như vậy đánh bại nó đi cậu bé nếu sự ngại ngùng khiến tôi rất tệ với những cuốn sách bách khoa toàn thư thì bản tính khiến tôi coi thường nó tôi sinh ra không phải để đối mặt với sự từ chối tôi khám phá ra điều này ở bản thân khi còn ở trường phổ thông năm đầu tiên khi tôi bị loại khỏi đội bóng chày một trở ngại nhỏ trong kế hoạch lớn nhưng nó đã đá tôi sang một bên đó là lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng không phải mọi người trên thế giới này đều sẽ thích hoặc chấp nhận chúng ta mà chúng ta có thể bị loại sang một bên vào thời điểm mà chúng ta cần phải ở trong đó nhất Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày đó. Kéo chiếc gậy đánh bóng đi dọc đường biên. Tôi loạn choạng đi về nhà và nằm lì trong phòng. Tôi cảm thấy đau khổ và buồn chán. Trong quãng thời gian khoảng 2 tuần, cho đến khi mẹ xuất hiện ở đầu giường và nói Đủ rồi đấy. Bà dục tôi thử tập môn thể thao khác. Môn nào? Tôi rên dỉ trong chiếc gối. Chạy thì sao? Bà nói. Môn chạy ấy à? Tôi hỏi lại. Con chạy rất nhanh mà, bấc. Con sao? Tôi nói và bật dậy. Vì thế, tôi đã ra ngoài để chạy. Và tôi nhận thấy rằng mình có thể chạy và chẳng ai có thể lấy đi điều đó cả. Bây giờ tôi đã từ bỏ việc bán bách khoa toàn thư và tất cả những lời từ chối quen thuộc cũ cũng tan biến. Tôi chuyển sang những mẫu giao vật trên báo. Rất nhanh, tôi thấy một mẫu quảng cáo nhỏ trong cung màu đen. Tuyển dụng nhân viên môi giới chứng khoán tôi đã hình dung ra việc gặp may mắn hơn khi bán chứng khoán. Xét cho cùng, tôi có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, và trước khi rời khỏi nhà, tôi đã có một buổi phỏng vấn thành công với Dan Winter. Tôi đã làm một số nghiên cứu và thấy rằng công việc này có hai thứ gắn liền với nó. Thứ nhất, đấy là công ty dịch vụ đầu tư nước ngoài do Bernard, một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất của những năm 1960 lãnh đạo. Thứ hai, nó tọa lạc ở lầu trên cùng của một tòa nhà bên cạnh bờ biển xinh đẹp những khung cửa sổ nhìn ra biển xanh ngọc những thứ này hấp dẫn tôi và khiến tôi ấn tượng mạnh trong cuộc phỏng vấn không hiểu sao sau vài tuần không thể thuyết phục được bất kỳ ai mua một cuốn sách bách khoa toàn thư nào tôi lại thuyết phục được nhóm cơn phiu để tôi có cơ hội bay xa hơn thành công khác thường của cơn phiu cùng với quang cảnh ấn tượng làm cho người ta có thể quên đi cái thực tế hàng ngày rằng công ty chẳng khác gì một cái nổi hơi cơn phiu khét tiếng trong việc hỏi nhân viên rằng họ có thực sự muốn trở nên giàu có không và hàng ngày hàng chục con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết phải tập trung thể hiện khao khát đó thể hiện họ thực sự muốn thế với sự mạnh dạn và vô tư họ đầm đầu vào những chiếc điện thoại với hy vọng chào được hàng chạy đua không biết mệt mỏi để sắp xếp những cuộc gặp trực tiếp tôi không phải là một người nói chuyện hấp dẫn tôi không thuộc bất cứ mẫu người biết đưa đẩy câu chuyện tuy nhiên tôi vẫn hiểu các con số và sản phẩm quỹ Hơn nữa, tôi biết cách nói thẳng sự thật. Dường như mọi người thích điều đó. Tôi nhanh chóng lên lịch cho một vài cuộc gặp gỡ và kết thúc một thương vụ mua bán. Trong vòng một tuần, tôi đã kiếm đủ tiền hoa hồng để trả tiền thuê căn hộ trong vòng 6 tháng tới và còn một khoản kha khá cho những cuộc vui bên ván nước sóng. Hầu hết thu nhập thất thường của tôi đi vào các quán bar tự phát dọc bãi biển du khách có xu hướng thích ở các khu nghỉ dưỡng sang trọng các khu nghỉ dưỡng có những cái tên đọc như câu thần chú moana nhưng tôi và Carter lại thích các quán bar tự phát chúng tôi thích đàn đúng với những gã hay lang thang ngoài bãi biển những gã vô công rồi nghề hay lướt sóng những kẻ lêu lộng nhởn nhơ như đang tìm kiếm một thứ gì đó và thấy thỏa mãn với sở thích chung xét về mặt địa lý những gã khờ nghèo túng này có thể trở về nhà Họ trông như những kẻ mộng du vắt vẻo qua cuộc sống buồn tẻ, chẳng hề biết đến sương gió. Tại sao họ lại không giống chúng tôi? Tại sao họ lại không nắm lấy từng ngày? Quan điểm tận hưởng lạc thú trước mắt của chúng tôi được đẩy lên cao bởi thực tế rằng thế giới có thể kết thúc. Trong vòng vài tuần, thế cân bằng hạt nhân với Liên Xô được tạo dựng. Liên Xô có hơn 30 quả tên lửa đặt tại Cuba, mà Mỹ thì muốn số vũ khí này rút đi và cả hai bên đã đưa ra được đề nghị cuối cùng các cuộc đàm phán kết thúc nhưng chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra bất cứ lúc nào theo báo chí tên lửa có thể nã xuống hôm nay hoặc muộn nhất là ngày mai thế giới có thể bị chôn vùi như thành phố la mã cổ đại pompei bởi núi lửa và núi lửa đã phun trào mọi người ở trong các quán bar tự phát đều nhất trí cho rằng khi tính nhân văn kết thúc thì sẽ nhường chỗ cho những đám mây hình nấm khổng lồ mọc lên. Tạm biệt nền văn minh. Nhưng sau đó thật ngạc nhiên, thế giới vẫn đứng vững, cuộc khủng hoảng cũng qua đi. Bầu trời dường như thư thái hơn và không khí đột nhiên trở nên khô hơn, ấm áp hơn. Một mùa thu Hawaii hoàn hảo đang đến. Những tháng ngày thoải mái và gần như là hạnh phúc. Tiếp sau đó là một chuyển biến mạnh. Một buổi tối, tôi kêu bia ở quán bar và quay sang Carter theo tôi có lẽ đã đến thời điểm chúng ta đi sang Sarila thôi. Tôi đã không đưa ra được lời chào mời hấp dẫn, tôi không nghĩ mình phải làm vậy. Rõ ràng đến thời điểm phải quay lại kế hoạch ban đầu, nhưng Carter lại ngồi suy tư và chống cằm. Lạ thật, bất tôi không biết. Anh đã gặp một cô gái, một thiếu nữ mới lớn người Hawaii rất xinh, với đôi chân dài dám nắng và đôi mắt đen huyền. Mẫu phụ nữ rất giống với những cô gái đã chào đón chúng tôi tại sân bay. Mẫu phụ nữ tôi luôn khát khao, nhưng chẳng bao giờ có được. Cả tờ muốn quanh quẩn ở đây, và tôi có thể tranh cãi thế nào đây? Tôi nói với anh, tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng tôi thấy chán rồi. Tôi rời quán bar và đi bộ dọc bãi biển. Tôi tự nhủ, trò chơi kết thúc rồi. Điều cuối cùng tôi muốn là gói ghém đồ đạc và trở về Oregon. Tôi không hề muốn đi khắp thế giới một mình Về nhà Một giọng nói yếu ớt trong đầu cất lên Hãy tìm kiếm một công việc bình thường Hãy làm một người bình thường Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói khác Nhưng rất dứt khoát Không, không thể về Hãy đi tiếp, không thể dừng lại Hôm sau tôi đến nổi hơi Thông báo cho công ty về việc Hai tuần nữa sẽ nghỉ việc Thật tệ, bất Một thành viên ban giám đốc nói anh thực sự đã có tương lai với vị trí bán hàng. Xin chúa tha lỗi. Tôi thì thầm. Chiều hôm đó, tại một đại lý lữ hành ngay bên dưới tòa nhà công ty, tôi đặt mua một vé mở trong thời gian một năm trên tất cả các hãng hàng không đi bất cứ đâu. Một kiểu thẻ lên tàu ở lĩnh vực hàng không. Ngày lễ tạ ơn năm 1962, tôi vác ba lô và bắt tay tạm biệt Carter. Này Bắc, anh nói, hãy bảo trọng. Cơ trưởng thông báo cho hành khách bằng giọng Nhật Bản rôn rập. Tôi bắt đầu vã mồ hôi. Tôi nhìn ra cửa sổ thấy một vòng tròn đỏ rực sáng trên cánh máy bay. Bà mẹ vùng Hatfield đã đúng, tôi nghĩ. Chúng tôi vừa mới có chiến tranh với những con người này. Trận chiến đảo Kajido, cuộc hành quân chết chóc Batan, Philippines, cuộc thảm sát Nam Kinh, mà bây giờ tôi lại đang đi đến đó liên quan đến một số dự án kinh doanh ư? Ý tưởng điên rồ ư? Thực tế, chính tôi mới điên rồ. Nếu thế cũng đã quá muộn để có thể viện đến một sự tư vấn chuyên nghiệp. Máy bay đang rít những âm thanh chói tai xuống đường băng, gầm rú trên những bãi biển vàng của Hawaii. Tôi nhìn xuống những dãy núi lửa khổng lồ ngày càng xa khuất, chẳng thể quay lại được nữa. Đó là dịp lễ tạ ơn, nên bữa ăn trên chuyến bay có gà Tây nhồi nhân, cùng kèm nước sốt, việt quất, vì hành trình đến Nhật Bản nên bữa ăn cũng có cả cá ngừ sống, súp đậu hũ, rượu sake nóng. Tôi ăn hết khẩu phần lúc đọc mấy cuốn sách mang theo trong ba lô. Tôi rất giống với nhân vật Hodin Kafir, một thiếu niên có tính cách hướng ngoại đi tìm chỗ đứng của mình trên thế giới. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy Burok mới đi đúng hướng. Thư nhân này không bán sản phẩm của mình đến khách hàng, mà ông thúc đẩy khách hàng đến với sản phẩm của mình. Quá giàu so với khả năng tưởng tượng của tôi. Tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy tôi thấy máy bay đang giảm tốc độ. Giảm độ cao rất nhanh. Bên dưới là một Tokyo sáng lấp loáng. Đặc biệt, trung tâm thương mại Ginza trông giống như một cây thông Noel. Tuy nhiên trên đường về khách sạn tôi chẳng nhìn thấy thứ gì ngoài màu đen. Phần lớn thành phố đều chìm trong màn đêm. Chiến tranh. Tài xế taxi nói. Nhiều tòa nhà vẫn còn bom máy bay B-52 của Mỹ, siêu pháo đải bay. Chỉ trong vài đêm mùa hè năm 1944, các máy bay này đã xả xuống trên 300 tấn bom. Hầu hết đều mang theo nhiên liệu và chất gây cháy. Là một trong những thành phố cổ kính nhất thế giới, Tokyo chủ yếu được xây dựng bằng gỗ. Vì thế, những quả bom gây ra những trận hỏa hoạn kinh hoàng. Khoảng 300.000 người bị thiêu sống ngay lập tức, gấp 4 lần số người chết trong vụ Hiroshima hơn một triệu người bị thương nặng và gần 80% các tòa nhà trở thành đống đổ nát. Suốt cả quãng đường dài, không khí tăng thương bao trùm lấy người tài xế và tôi chẳng nói gì, chẳng có gì để nói. Cuối cùng, người tài xế dừng lại ở địa chỉ ghi trong cuốn sổ ghi chép của tôi. Một khách sạn dơ bẩn, quá bẩn thỉu. Tôi đặt chỗ bằng thẻ American Express. Một việc tình cờ, một sai lầm. Đến đó tôi mới nhận ra tôi vượt qua hành lang lồi lõng và tiến vào một tòa nhà dường như sắp sập một phụ nữ lớn tuổi người nhật ngồi sau bàn tiếp tân cúi chào tôi nhận thấy bà không hề cúi chút nào mà lưng bà đã còng vì đã lớn tuổi như một cái cây trụ vững trước nhiều cơn bão tố bà chậm rãi dẫn tôi về phòng căn phòng chẳng khác gì một cái hộp đồ đạc không có gì ngoài một manh chiếu cói và chiếc bàn cập kênh tôi không quan tâm tôi không hề nhận thấy chiếc chiếu cói mỏng như một đồng bánh thánh. Tôi cúi người chào người phụ nữ còng lưng. Chúc bà ngủ ngon. Tôi cuộn tròn trong chiếc chiếu và ngủ thiếp đi. Vài tiếng sau tôi tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập ánh sáng. Tôi bỏ đến bên cửa sổ. Rõ ràng tôi đang ở một quận công nghiệp ở ngoại ô thành phố. Có rất nhiều nhà xưởng và nhà máy. Khu vực này chắc chắn là mục tiêu chính của các máy bay B-29 tôi nhìn khắp nơi đều thấy tan hoang các tòa nhà nứt toác nhiều dãy nhà hoàn toàn bị san phẳng vỡ vụn may mắn thay bố tôi quen một số người ở tokyo trong đó có nhóm người mỹ làm việc cho hãng thông tấn upi tôi bắt taxi tới đó và những người đàn ông này chào đón tôi như người nhà họ mang cà phê và kêu đồ ăn sáng cho tôi khi tôi hỏi họ về việc ngủ đêm ở đâu họ cười hô hố họ đặt cho tôi một khách sạn sạch sẽ và rất lịch sự sau đó họ để lại địa chỉ một số điểm ăn ngon cho tôi cháu đang làm cái quái gì ở tokyo thế tôi giải thích rằng mình đang đi vòng quanh thế giới sau đó tôi nhắc đến ý tưởng điên rồ của mình họ nói và hơi đảo mắt họ nhắc tới hai cựu binh mỹ điều hành tờ tạp chí xuất bản hàng tháng tên là e-porter họ khuyên Hãy nói chuyện với những con người này trước khi cậu tiến hành bất cứ thứ gì hấp tấp. Tôi hứa mình sẽ làm vậy, nhưng trước tiên tôi muốn thăm thú thành phố cai đã. Cuốn sách hướng dẫn du lịch và máy ảnh Milota trong tay tôi tìm đến bên ngoài một số khu nhà còn sót lại sau chiến tranh. Những đền đài và điện thờ cổ kính. Tôi dành hàng giờ ngồi ở những hàng ghế bên trong những khu vườn được bao quanh bởi những bức tường, tìm hiểu về những tôn giáo phổ biến của Nhật Bản phật giáo và thần giáo tôi ngạc nhiên với khái niệm kenso hay giác ngộ sự khai sáng đến trong trước mắt kiểu như đèn nháy sáng trên máy ảnh minota tôi thích điều đó tôi muốn biết điều đó nhưng trước tiên tôi cần phải thay đổi toàn bộ cách tiếp cận của mình tôi là một người tư duy theo tuyến tính và theo thiền phái thì tư duy tuyến tính chẳng khác gì ảo tưởng một trong nhiều cách thức khiến chúng ta không thấy hạnh phúc thiền phái cho rằng thực tế là phi tuyến tính không có tương lai cũng chẳng có quá khứ mà tất cả chỉ là hiện tại trong mọi tôn giáo cái tôi có vẻ là trở ngại là kẻ thù địch tuy nhiên thiền phái lại hoàn toàn cho rằng bản ngã không hề tồn tại bản ngã là ảo tưởng là ước mơ và niềm tin ngoan cố của chúng ta về hiện thực của bản ngã nó không chỉ phí phạm thời gian mà còn rút ngắn cuộc sống Bản ngã là lời nói dối trắng trợn mà chúng ta tự nói với bản thân mình hàng ngày. Và muốn có hạnh phúc thì phải nhận thấy lời dối trá đó và vạch trần nó. Để nghiên cứu bản ngã, nói như thiền sư Dogin trong thế kỷ 13 là để quên đi bản ngã. Giọng nói bên trong, giọng nói bên ngoài tất cả đều giống nhau, không có ranh giới phân chia. Đặc biệt, trong các cuộc đua, thiền phái cho rằng chiến thắng đến khi chúng ta quên đi bản thân và đối thủ con người chẳng là gì ngoài hai nửa của một cái toàn thể trong cuốn sách tạm dịch là thiền và nghệ thuật bắn cung tất cả được đặt ra một cách hoàn toàn rõ ràng sự hoàn hảo trong kiếm thuật đạt được khi tâm trí không còn vướng bận suy nghĩ về tôi về anh về đối thủ và thanh kiếm của anh ta về thanh kiếm của mình và cách thức sử dụng nó tất cả đều hư không bản ngã của chính bạn thanh kiếm nhanh như chớp và đôi tay sử dụng kiếm thậm chí ý nghĩ trống rỗng không còn ở đó đầu óc tôi quay cuồng tôi quyết định nghỉ ngơi đến thăm một trong những địa điểm không phải là thiền phái thực tế đó là nơi đả phá thiền phái mạnh nhất nước nhật bản khu vực mà mọi người tập trung đến bản ngã và chẳng có thứ gì khác ngoài bản ngã thị trường chứng khoán tokyo nằm trong tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc roman bằng đá cẩm thạch với những cây cột khổng lồ của hy lạp tosho trông từ bên ngoài đường chẳng khác gì một ngân hàng ảm đạm ở thành phố yên tĩnh can sát. Tuy nhiên, bên trong tất cả thật náo nhiệt. Hàng trăm con người vẫy tay, bứt tóc và la hét. Một phiên bản tệ hơn phòng nổi hơi của cơn phiêu. Tôi không thể rời mắt. Tôi quan sát và theo dõi, tự hỏi bản thân mình. Liệu tất cả đây có phải là nó không? Có thử không? Tôi đánh giá cao tiền bạc cũng như những anh chàng kia nhưng tôi muốn cuộc sống của mình còn có nhiều hơn thế. Sau khi thăm Tô Sô, tôi cần sự yên tĩnh. Tôi đi sâu vào khu trung tâm yên ắng của thành phố, tới vườn thượng uyển của Hoàng gia Minh Trị thế kỷ thứ 19. Một không gian suy tưởng để có sức mạnh tinh thần to lớn. Tôi ngồi chiêm nghiệm với thái độ tôn kính ở bên dưới những tán cây bạch quả xào xạc, cạnh một chiếc cổng tori rất đẹp. Tôi đọc được trong sách hướng dẫn du lịch rằng cổng tori thường là cửa ngõ dẫn vào chốn linh thiêng. Và vì thế, tôi chìm trong sự sùng kính, im lặng, cố gắng suy ngẫm về tất cả. Sáng hôm sau, tôi thắt chặt dây giày và chạy bộ đến Tokishi, chợ cá lớn nhất của thế giới. Một lần nữa, lại là quang cảnh của Tosso, chỉ khác là với tôm cá chứ không phải là cổ phiếu. Tôi xem các ngư dân đánh cá từ cổ xưa chất sản phẩm đánh bắt của họ lên những chiếc xe đẩy bằng gỗ và mặc cả với những thương nhân lịch lãm. Tối hôm đó, tôi bắt chiếc xe buýt đến vùng hồ thuộc Hakoni ở phía bắc, một khu vực đem lại nhiều cảm hứng cho các nhà thơ thiền phái nổi tiếng. Đức Phật dạy, ta không thể đi hết con đường cho đến khi chính ta trở thành con đường ấy. Và tôi đứng nhìn trong sợ hãi trước con đường ngoằn ngoèo từ những mặt hồ phẳng lặng dẫn lên núi Phú Sĩ mây mù bao phủ. Với tôi, hình tam giác phủ đầy tuyết trắng hoàn hảo đó trông rất giống với núi hút ở quê nhà người nhật tin rằng leo lên núi phú sĩ là một trải nghiệm thiêng liêng một hành động nghi thức mang tính tưởng niệm và ngay khi đó tôi khát khao được leo lên đó tôi muốn đạp lên những đám mây tuy nhiên tôi quyết định phải đợi tôi sẽ trở lại khi có cái gì đó đáng ăn mừng tôi trở lại tokyo và đến tòa soạn tạp chí importer hai cựu binh phụ trách với thân hình rắn chắc cổ ngắn rất bận rộn trông như thể họ muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì dám đột nhập và làm lãng phí thời gian của họ. Nhưng chỉ sau vài phút, dáng vẻ cộc cằn bề ngoài biến mất và họ tỏ ra rất ấm áp, hân thiện, vui mừng khi gặp một người đồng hương. Chúng tôi chủ yếu nói về chuyện thể thao. Cháu có tin rằng đội Yankees lại toàn thắng nữa không? Còn cầu thủ Willie Bay thế nào? Không thể tốt hơn. Đúng thế, không thể tốt hơn sau đó họ kể cho tôi nghe câu chuyện của mình họ là những người mỹ đầu tiên tôi gặp thể hiện tình yêu với đất nước nhật đóng quân tại đây trong thời kỳ đồng minh chiếm đóng nhật bản họ thấy cuốn hút bởi văn hóa đồ ăn phụ nữ và khi tình yêu dâng trào đơn giản tự bản thân họ thấy mình không thể rời đi vì thế họ thành lập một tờ tạp chí chuyên về nhập khẩu khi không ai ở bất kỳ nơi đâu muốn nhập khẩu bất kể thứ gì của nhật bản và về mặt nào đó Họ đã cố gắng giữ hoạt động ấy trong suốt 17 năm qua. Tôi kể cho họ nghe về ý tưởng điên rồ của mình và họ lắng nghe chăm chú. Họ pha một bình cà phê và mời tôi ngồi xuống. Họ hỏi, "Có một loại giày Nhật Bản cụ thể nào mà tôi đã xem xét nhập khẩu chưa?" Tôi nói, "Tôi thích giày Tiger, một thương hiệu có tiếng được sản xuất bởi công ty Unisuka ở Kobe, thành phố lớn nhất miền Nam Nhật Bản." Đúng thế chúng tôi thấy rồi. Họ nói. Tôi nói với họ về dự định đi đến đó, gặp trực tiếp người của Unisuka. Trong trường hợp đó, một cựu binh nói, tốt hơn, cháu nên học đôi chút về cách thức tiến hành kinh doanh với người Nhật Bản. Họ nói, điều quan trọng là đừng có hoang hoang, đừng có đến như một gã khốn nạn điển hình của người Mỹ, một gã ngoại quốc đặc trưng, thô lỗ, ồn ào, hùng hổ, không biết đến từ không trong câu trả lời người nhật không phản ứng tốt với những lời chào mời xuồng xã các cuộc đàm phán ở đây có xu hướng mềm mỏng dai dẳng hãy xem thời gian mà người mỹ và người nga cần đến để thuyết phục nhật hoàng hirohito đầu hàng và thậm chí khi ông ta đã đầu hàng khi nước nhật chỉ còn là đống cho tàn ông ta đã nói gì với thần dân của mình tình trạng chiến tranh chưa ảnh hưởng gì đến lợi ích của nhật bản đó là văn hóa nói quen co không ai nói thẳng ra, không ai cả. Nhưng họ cũng chẳng khẳng định là có. Họ nói vòng vo, những lời nói không rõ về chủ thể hoặc khách thể. Đừng chán nản, nhưng cũng đừng tự mãn. Cháu có thể rời văn phòng của một người với suy nghĩ, cháu đã bị bẻ rồi. Nhưng trong thực tế, người đó lại sẵn sàng ký hợp đồng làm ăn với cháu. Cháu có thể bước ra với suy nghĩ, cháu đã ăn chắc với hợp đồng đó rồi. Khi thực tế, cháu đã bị từ chối cháu không bao giờ biết được. Tôi cầu mày khó hiểu. Trong bất kỳ tình huống có thuận lợi nhất thì tôi vẫn không phải là một người đàm phán giỏi. Bây giờ tôi sắp phải đàm phán ở một nơi kiểu như khu vui chơi với những chiếc gương phản chiếu mặt cười hay sao? ở đâu những nguyên tắc bình thường không áp dụng. Sau bài học về những thách thức trong khoảng một giờ, tôi bắt tay chào tạm biệt những người cựu binh này. Cảm giác bất ngờ khiến tôi không thể chờ đợi tôi cần phải hành động nhanh. Trong khi những lời lẽ của họ vẫn còn như in trong tâm trí, tôi nhanh chóng trở lại khách sạn, ném mọi thứ vào chiếc cặp táp và ba lô, và gọi điện đến Unisuka để đặt một cuộc hẹn. Buổi chiều muộn hôm đó, tôi lên tàu hướng về phía nam. Để biết được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo với bức trên đất nước Nhật Bản, tủ sách nhỏ xin mời các bạn hãy đón nghe ở video lần sau. Rất mong các bạn sẽ like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho tủ sách nhỏ nhé! bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn